Xin chào cả nhà. Hôm nay là sáng thứ sáu cuối tuần thì em lại tiếp tục giới thiệu cây bông trang màu trắng với màu hồng, hồng phấn. Tiếp tục là soạn những cái đơn hàng để gửi cho khách. Thì trước khi em soạn đơn hàng thì cũng cảm ơn tất cả các bạn, giống như là cô chú, anh chị đã luôn quan tâm ủng hộ cái kênh YouTube bán bông này của em. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Nhờ có các bạn mà kênh của em mới ngày càng phát triển, là một view của các bạn khi click vào video xem đã góp phần cho em 0,0001 đồng đô la, thì tương ứng là cũng một phần nhỏ số tiền thu nhập từ YouTube. Và số khách mà đăng ký hoặc là comment inbox Zalo và gọi điện vào số điện thoại 0911643600 của em để đặt mua bông thì là góp một phần lớn nữa, mang lại doanh thu nhập từ bán bông. Thì em cảm ơn rất là nhiều. Thì bây giờ em sẽ soạn những cái đơn hàng buổi sáng hôm nay cho khách. Một lần nữa là chúc cả nhà có một ngày thứ sáu làm việc vui vẻ nhé. Xin mời cả nhà cùng em soạn bông.